Chào tất cả anh em cần thủ nha, nhất những là anh em nào đam mê câu lục nha. Lần này em lên là 11 con máy có nòng chuyên đánh lục nha. Để em vô cụ thể từng máy và báo giá cụ thể cho anh em xem. Máy thứ nhất nha, đây đây qua em bè em nha, X5500 hoạt động ok, máy ABS nha, hàng của Nhật, tên lộ nha. Đây. Ngoại hình thì ok hết, không xước nha. Máy này mới tầm 98%. Đôi bên sóng nha. Bốn mặt đạn, dây số 8 vô được 250 m, dây số 10 vô được 200 m, dây số 12 vô được 170 m. Xe này tầm xe 10.000 nha, 10.000 ăn lên. Đây hoạt động rất ok, giá công khai với anh em là 2,2 triệu nha. Đây máy số 1 2,2 triệu. Đây em xin vô máy số 2 nha, máy số 2 cũng em lem luôn, với máy kia là một cỡ nha. Đây em lem thông số chi tiết giống máy số 1 luôn, không xước gì hết. Đây đít không bị xước, máy ngoại hình 98% nha, 98-97% nha. Ở bên sóng hàng của Nhật luôn, hoạt động ok, không rung lắc. Máy sử dụng ABS nha, giá đồng giá 2,2 triệu. Rồi máy số 3 cũng vậy luôn, 2,2 triệu. Máy số 4 cũng vậy, máy số 5 cũng vậy, và máy số 6 cũng vậy luôn. Đây máy số 6 ngoại hình 98% nha, không bị xước nha. Đây máy này xước nhẹ, đây đây máy này không bị. Đây hai của Nhật khách nha, đặt động bao mực chiều 2 m nha, trong gói cước vẫn còn. Đây em về 6 con nha, anh em nào muốn đánh mà có cặp có đôi á thì ok, báo em. Này con thứ 7 là tay qua lòng Shimano GT nha, 6.000. Đây ngoại hình thì tầm 96%, 96-97%, sử dụng 3 mặt đạn nha. Đây mười bên sóng hạ côn ok, hoạt động ok. Này máy cước ok, hàng này có Malai nha, hàng này có Malai, nhắc lại anh em là hàng có Malai nha. Em qua con số 8 này, máy số 8 ngoại hình tầm 93-92% nha. Đây hoạt động ok nha, một bên sóng một bên dặn, hàng là có Nhật nha,
hàng của Nhật, đặc biệt con này là hai nồi nha, hai nồi. Giá con này là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho hai nồi hàng của Nhật. Rồi em qua con tiếp theo, con này là con số 9 đây, ba bắp riêng nha, hàng của Nhật nha, ngoại hình thì xuất sắc tí đây, đặc biệt là có dây bia thà nha, bia dây siêu bền trong cối cho máy, gạt rộng thì ok. Anh em nào mua máy bên em á được kiểm tra hàng trước nha, đây lấy trước ok nha. Đây, hàng của Nhật. Rồi, em xin qua hai con cuối nha. Đây, máy số 10 nha. Đây, máy số 10 nha. Máy này thì mới bóng lón luôn. Đây. Chiếu 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 cho chói luôn ha. Hàng của Nhật nha. Đây, đứt đây. Con này là tay qua nha. May mắn có nồng nha. Xây con này tầm 9.000, 10.000. Hoạt động ok nha. 9.000, 10.000. Nuôi bên sống. Lấy cước ok. Con cuối cùng của em nha. Đây. Đây còn là con CEO Shimano Biomaster nha. Đây, để lấy nét cho. Đây, Shimano Biomaster. Giá 1,5 triệu nha. Bị xước tí. Nồi kim loại nha anh em. Đây, cước 10 chỉ được 200 mét. Xe tầm 10.000 ăn lên nha. Hoạt động rất là ok. Hàng của Nhật nha. Tay quay gỗ. Đây, hoạt động rất là ok. Bên sóng nha anh em, gấp nặng lại ok, lấy cước ok. Đây, ngoại hình thì xuất một chí nha anh em. Rồi, đây tổng qua 11 con máy nha. À, một máy. Anh em nào cần thì liên hệ em, số điện thoại em để trên trang luôn nha, để trên bài luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em.